mình ít nói mà hiểu nhiều là được. Còn còn anh ông Johnny thì trước giờ thì chắc anh cũng thấy là hồi xưa đến giờ Johnny cũng ốm từ xưa đến giờ. Ăn thì ăn cũng rất là nhiều nhưng mà không biết nó không có thể nào gọi là hấp thụ rất nhiều. Nhưng mà trước khi mà đi qua MV thì Johnny được 60 kg, thì và tự nhiên mình được 60 kg mình rất là mừng, mình sắp đi qua MV rồi mình mập lên, mình cảm thấy rất là thích. Thì đùng một cái mình MV bị trung thực 2 ngày. Là em để em tự nấu cơm và em tự trung thực luôn. Thì 2 ngày đó em rớt xuống khoảng 4-5 kg. Thì trong cái lúc mà quay MV thì em chỉ còn 5 kg thôi. Và không ngờ là lên hình là mặt em được vip, thì em cũng rất là mừng. Trong lúc mà đi quay MV thì mình luôn luôn là mình đi quay MV mà mình không bao giờ mình đem bớt hết á. Là tiền thì chắc chắn là chỉ lúc nào cũng xin chị Mèo, chị Mèo ơi sáng sớm cho em ăn cái này ăn cái kia. Thì cũng rất là may là trong lúc đi quay MV thì cho này lên được 1 kg thôi. Tôi đang có cảm giác á, nếu như mà hai bạn mà xa chị Mèo cái là hai bạn sẽ chết á. Đúng không? Từ mà buổi sáng mà chết tới buổi chiều á thì nên gần chị Mèo. Buổi tối thì đừng bao giờ gần. Thôi chúng ta tạm thời không có bàn sâu về cái vấn đề đó ha. Tự nhiên cái là chúng ta đấy đúng với MV là pha rồi quay rồi đó. Rồi, còn vấn đề câu hỏi thứ hai thì đang nghĩ là chắc là chị Mèo ơi về inbox riêng nha. Tại hôm nay ra mắt MV của Tony là cây trần cũng đẻ giờ, nói đây cũng hơi kỳ, đúng không? Rồi, lát hồi có gì inbox riêng ha. Rồi. Nói luôn hả? Ok, chia sẻ đi chị. Alo, alo, cho nói thêm một chút xíu là về cái chuyện quay MV của hai bạn, về cái chuyện ốm mập của hai bạn á, là đầu tiên là Johnny tự nguyện muốn ốm như vậy để lên hình để mặc V-Live. Thứ hai là cho cây ăn vô là mập nên nó không dám ăn mọi người ơi. Chứ không phải là như vậy đâu. Cây rất dễ mập và sau vừa rồi có cho hai bạn đi xin để du lịch và trong vòng 3 ngày để đi du lịch hai bạn tăng 4 kg. Tốt quá vậy. Và còn về thêm về một kỷ niệm của quay MV là khi cây ban đầu là hai bạn có cái cảnh mà hai bạn chạy mô tô nước á, là ban đầu chạy đạo diễn trong đây chị Mèo chỉ ra chị xử đi, hai thằng chạy như là được hưởng tuần trăng mật kìa, là hai thằng nắm tay chạy song song đúng rồi. Có nghĩa là nắm tay chạy lên một cái bờ biển ở bên đúng chạy trên sáu đúng không? Đúng rồi, xong rồi là tại vì hai bạn không dám chạy nhanh rồi phải nhờ huấn luyện viên ra ngồi phía sau để dạy hai bạn. Sau đó thì cây chạy xong mà ở Lâm Phú đảo khỉ đảo Hoa Lan bắt Mèo vô ký là nếu có vỡ thì phải đền, là cây chạy cano nước mà đâm vô cái cano to luôn. Đẹo lắm. Oh wow, có vẻ như là có khá là nhiều chiến tích rồi. Thôi đừng có chui vô trong đó, nãy giờ chú bên kia giờ chú bên đây là sao? Rồi có cái gì để biện hộ lại cái hành động của mình hay không? Thì cuộc sống mà. Đôi khi các bạn phải khóc khi phải cái điều đó. Nhưng mà chúng ta sẽ trưởng thành. Đúng rồi. Mất cái đó là hơi bị nhiều tiền đó. Và Mèo không biết là khi hai bạn đi chơi hay đi ăn với bạn bè, ví dụ Băng Di hay Lợi hay ai đó mà hai bạn có thể mời bạn bè, nhưng mà đi với Mèo không bao giờ mời được một lần. Một lần duy nhất Mèo nhớ Johnny mời Mèo uống bia và ăn, nhớ là 1.8 triệu chút xíu. Em nghĩ là hợp báo Faraway chứ không phải là tâm sự tình cảm. MV Faraway không phải là 1.8 triệu mới làm được MV đâu. Không, khoan, cái này mới quan trọng. Sau khi chị coi lại cái ví chị mất 100 đô. Ai vậy hả? Oh wow, tại sao vậy? Em nói bao lần rồi. Dạ, nói chung là vậy đó. Thì mình hỏi tiếp đi. Còn anh chị phóng viên nào muốn hỏi không ạ? Em mới học đánh trống. Ở đây có rất nhiều anh chị phóng viên và dạ, người dường như quan tâm đến Johnny nhiều nhất là chị Trang. Wow. Chị Trang ơi, em nghĩ là chị cũng cần phải có cho hỏi câu hỏi dành cho cây. Cây là chị ít tiếp xúc hơn Johnny. Và chị cũng biết cho chị Trang đi. Cái gì vậy? Lần đầu tiên tôi đi dẫn họp báo mà người ta, chị ơi, chị không hỏi là chị mệt với em đó chị. Là sao? Chị, cho em câu hỏi đi chị. Alo. Câu dạ, em chào chị. Trời ơi, cây đó chị lễ phép dễ sợ luôn. Nó chào nãy giờ luôn đó. Dạ. Câu đầu tiên chị muốn hỏi là khi mà mình ra cái MV này á, thì hình như mình có giới
rượu hay sao á, không biết là có không, bởi vì không biết cái đó có phải là quảng cáo cho nhãn hàng không, hay là chỉ là vô tình mình đưa vô một cái scene trong MV. Dạ đó chỉ là một cái quảng cáo lộn. Không, em nhầm à. Dạ cái đó là chỉ một cái scene để quay MV thôi à. À tại vì cũng có những cái quy định nó cũng khắt khe về chất rượu với lại thuốc á, cho nên là chị không biết là mình nếu mà mình đưa vô thì mình cũng cân nhắc kỹ vì sợ người ta cũng giận mình thì cũng mất công khó khăn. Cái thứ hai chị muốn chia sẻ là thực ra chị không biết mọi người như thế nào, nhưng mà riêng bản thân chị thì chị rất là thích cái style này. Thích, đó là lý do mà giống như Mèo nói, chị tiếp cận Johnny nhiều lần. Tại vì là thích nhạc thôi, nhưng mà một cái thực tế nó cho thấy là con đường của mình đi thì nó rất là khác so với cái mặt bằng chung hiện nay. Tất nhiên mỗi cái dòng nhạc nó sẽ có một thị phần riêng. Nhưng mà khi mà mình chọn cái thị phần này thì nó lại khó khăn cho mình, bởi vì bây giờ ở ngoài á thì nó lại ca khúc não tình hay là những MV rất là drama. Và nếu mà mình đi ngược dòng như vậy thì sợ rằng thì con đường, tức là cái đầu ra của mình nó rất là khó. Tất nhiên bây giờ mình đã không thu được tiền từ ra mắt sản phẩm. Cái thứ hai nữa là nếu mà lên YouTube mà nó không có nhiều người thì mình cũng không có lấy lại vốn. Và trong khi chị nhìn cái MV thì mình đầu tư rất là nhiều, mấy cảnh quay chắc là cũng tốn kém. Cho nên là chị, đó là chưa kể cái thị phần biểu diễn của mình cũng rất là khó. Thì không biết là mình có một cái chiến thuật nào đó để cho mình có thể tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Tất nhiên mà khi mình làm thì mình cũng cần có khán giả. Mà nếu mà không thu lợi thì cái mức đầu tư của mình càng ngày càng ít đi, thì nó lại tiếc cho bản thân mình. Thì không biết là chiến thuật của mình sẽ như thế nào. Cái thứ hai nữa là Kay có rất là nhiều ca khúc hit. Không phải là nhiều, nhưng mà một vài ca khúc hit thời gian gần đây. Và cái tên Kay được mọi người nhắc tới cũng nhiều. Thì đây có phải là cái sản phẩm mà kết hợp hay là cho ra mắt một cái nhóm Johnny K trong tương lai hay không, hay chỉ là một sản phẩm kết hợp với nhau một cách vô tình như thế này thôi? Em cảm ơn mình đặt câu hỏi của chị. Em xin phép được trả lời từng câu hỏi hả? Câu hỏi gì anh? Câu hỏi cuối cùng. Em với lại Johnny như là tất cả mọi người biết thì đã cùng kết hợp lâu rồi. Và riêng bản thân em thì thường cũng hay kết hợp với lại tất cả các anh chị nghệ sĩ. Thì đây cũng là cái màn mà lâu rồi anh em mình mới ngồi lại xong rồi cho ra một sản phẩm cùng nhau, đi diễn cùng nhau. Vậy là cả hai sáng tác không có để giúp của ai cả? Dạ đúng rồi ạ. Thì đó chỉ là một màn collab thôi. Dạ. Và chị cũng có thể thấy là trước những cái sản phẩm kia thì em cũng có feed với lại rất là nhiều người. Thì em cũng không có đặt nặng cái vấn đề là phải như thế nào. Quan trọng là khi mà mình làm được cái nhạc, cả hai đều thích là được. Rồi, còn đến với cái vế thứ hai của câu hỏi là hiện tại bây giờ là cái MV cũng như là cái dòng nhạc mà các bạn đang cho ra mắt á, nó đi ngược với lại số đông. Thì các bạn có lo lắng nhiều về cái việc là sẽ có ít người ủng hộ các bạn hơn hay không? Lo lắng thì thực sự thì phải nói là mình không có lo lắng gì nhiều. Tại vì mình đã đi ngược lại với đám đông rồi. Thì và âm nhạc mà sẽ có thị trường này và sẽ có thị trường khác, thì có thể phù hợp với người này và cũng có thể phù hợp với người khác. Không riêng hẳn là mình lẻ loi, mình không có như thế nào đó. Ví dụ vậy. Thì em nghĩ câu trả lời này phù hợp nhất là ở đâu đó cũng sẽ phù hợp với những cái thể loại khác nhau. Rồi, là bạn cũng sẽ rất mong rằng là ở một cái địa điểm nào đó hoặc là một số lượng khán giả nào đó sẽ ủng hộ sản phẩm của các hai bạn, đúng không? Rồi, bây giờ là mình tiếp tới một cái ý mà là Trai nghĩ rằng là về cái ý này thì là nó sẽ liên quan nhiều với phần hình ảnh hơn. Thì chắc hẳn là Cây Rừng cũng sẽ khó mà trả lời câu này. Em nghĩ là chắc là câu này là chị Mèo sẽ thay mặt cho Cây Rừng như là Johnny phải trả lời được. Làm sao để có thể khiến cho cái MV này được chấp nhận chiếu cho nhiều lứa tuổi hơn? Tại vì là nó có liên quan tới rượu. Alo. Thật sự là giải thích thêm là được. Đầu tiên là rượu là do bị vô tình, và thời điểm đó là Mèo không có mặt ở tại hiện trường quay luôn. Bạn Khoa cũng biết điều đó, nhưng mà do cái rượu đó không lột ra được. Mọi người quay MV thì thường sẽ lột hết các cái nhãn đó.
và cái rượu đó không lột qua được ra được, và cái rượu cũng không focus quá nhiều trong em, nó chỉ phớt qua trong MV thôi. Nhưng mà tụi em sẽ, ekip sẽ tiếp nhận và sẽ rút kinh nghiệm cho những cái sản phẩm tiếp theo của bọn em, và cảm ơn chị Trang đã góp ý cho vấn đề này. Còn có thể là nói là âm nhạc của các bạn đang không giống với thị trường ưa chuộng, thì tụi em cũng đang muốn làm một cái điều gì đó khác hơn so với hiện tại, để có thể một cái đường hướng đi rõ ràng, để khẳng định hình ảnh của các bạn rõ ràng đối với tất cả các khán giả và đặc biệt tất cả các fan của hai bạn ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, cảm ơn những câu hỏi